Dạ, xin chào mọi người ạ. Hôm nay thì shop đồ câu Nhật Bản Bình Định xin được giới thiệu với mọi người video số 354. Thì trong video này em sẽ giới thiệu với mọi người một cái lô cần gồm có 14 cây, tất cả đều là chất liệu carbon. Và lô cần của em ngày hôm nay là cần lua nhé mọi người. Lua có chiều dài từ 1m8 đến là 2m4, có cả lua máy đứng và lua máy ngang. Và giá em báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship, và bên em có ship có toàn quốc, và phí ship của mỗi đơn đối với cần ngày hôm nay là 40.000 ạ. Khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ạ. Và khách có nhu cầu đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ với shop thông qua số điện thoại là 0974088309 ạ. Thì đầu tiên em xin được giới thiệu với mọi người cây số 1 của em có này. Thì cây số 1 của em có đây là một cây cần lua máy đứng như thế này. Cây này thì dài 1m8 ạ. Ngoại hình của cây số 1. Cây này thì phần gốc được được bọc cây mút xốp thế này. Thì mút xốp có một vài vị trí nó bám bẩn thôi. Với nó hơi bị sờn nhẹ thế này thôi. Và bát của cần là bát vặn bát Fury ạ. Super Strike này. Và cây này là dòng cần hàng nội địa. Ngoại hình của cây số 1 thì cũng có sờn, sờn xước nhỏ một vài vị trí. Chủ yếu là để sờn cái này thôi. Cây số 1 này khuyên của cần là khuyên Fury nha mọi người, khuyên Fury đá xám xanh thế này. Tất cả các khuyên đều là khuyên Fury cả. Có tổng cộng là 2, 4, 6 khuyên bao gồm cả đầu bông. Tất cả các khuyên đều là khuyên Fury, khuyên của nó thì cũng khá là ok. Và cây số 1 này dài 1m8, tải chì từ 5 đến 14 gram, sức tải mồi, tải sức tải của cần là 4 đến 12 lb, là tầm khoảng 2 đến 5 kg 8 cá. Mấy sức tải của cần hình dòng là cần độ cứng là ML nha mọi người, cây cứng ML. Và cây số 1 này dài 1m8, nặng là 110 gram, ngọn của cần có độ lớn là 1.6 ly, cây này cứng ML. Và cây số 1 này có giá là 650.000, cần máy đứng ạ. Tiếp đó là cây số 2. Thì cây số 2 ở đây em có là một cây cần ProStar thế này. Cây này thì dòng cần của Hàn Quốc xuất Nhật nha mọi người. Cây này thì cần máy ngang. Đây, cần lua máy ngang nha mọi người. Bát của cần là bát vặn thế này. Bát vặn bát Fury. Bát. Và góc của cần là góc mút xốp, mút bằng thế này ạ. Khá là đẹp nha. Và khuyên của cần là khuyên Fury. Khuyên Fury mạ gold bên ngoài thế này. Khuyên của cần là khuyên Fury cả nhé. Khuyên này là khuyên đấy, khuyên nhỏ thôi. Đấy, khuyên Fury. Ngoại hình của cây số 2 này thì có sờn xước nhỏ thôi, không đáng kể lắm. Sờn nhỏ. Ngoại hình cũng khá là sáng, tầm 75 đến 80% nha. Có sờn nhỏ thôi ạ. Cần mấy ngang ạ. Thì cây này có tổng cộng là 2, 4, 6, 7 khuyên bao gồm cả đầu bông. Tất cả các khuyên là khuyên Fury cả, khuyên cũng vẫn còn khá là ok. Tại vì nó có một vài vị trí nó cái vòng vành, cái vành bên này nó hơi bị bám bẩn nhẹ thôi. Cái này thì em vệ sinh một vài vị trí nó hơi bị sót. Tất cả các khuyên và bu của cần cũng vậy. Và cây số 2 này cũng dài 1m8, nặng là 95 gram. Cây này thì sức thông số của cần dài 1m8 bao gồm có 2 khúc và được sản xuất ở Hàn Quốc xuất Nhật đây ạ. Cái này thì ngọn của cần có độ lớn là 1.7 ly. Cái này thì cứng, cũng cứng trong khoảng ML, cứng ML nha. Và sức tải của cây này thì tải mồi tầm 2 đến 10 gram, và tải chì là 2 đến 10 gram, tải mồi là từ 4 đến 16 lb nha. Cái này thì ngọn có độ lớn là 1.7 ly. 1.7 ly ạ. Và cây số 2 này có giá là 600.000. Cần máy ngang. Và tiếp đến là cây số 3. Cây số 3 đây. Cây số 3 đây em có là một cây cần máy đứng thế này, cần lua máy đứng. Góc của cần. Góc của cần thì cái vị trí chui này cũng được đọc mới xốp. Bát của cần là bát hãng, bát vặn thế này nha mọi người. Bát này là bát hãng. Và cây số 3 này là một cây cần của Suyumi. Suyumi là dòng cần của Hàn Quốc xuất Nhật. Cây này Hàn Quốc xuất Nhật, dài 1m8. Và cây này cũng có cứng ML thế này nha. Và khuyên của cần, cây này là khuyên hãng. Khuyên của cần, khuyên này là khuyên hãng nha. Đấy. Bát của cần là bát hãng và khuyên cũng là khuyên hãng. Dài 1m8 ạ. Ngoại hình thì cây này cũng khá là sáng. Cái sơn của cần là sơn nhám thế này. Sơn đen mờ thế này. Mà nhìn cây này cũng khá là ok. Thì số khuyên là có tổng cộng là 2, 4, 6 khuyên bao gồm cả đầu bung. Thì tất cả các khuyên đều khá là sáng đẹp ạ. Khuyên bát của cần là bát hãng, khuyên của cần là khuyên hãng, và Suyumi xuất Nhật thế này nha mọi người. Tem của cần là tem lưu hành tại Nhật thế này.
dài 1,8 m. Thì cây số 3 này nặng là 107 g và ngọn có độ lớn là cũng là 1,7 ly. Thì cây này tải mồi cũng từ 2 đến 10 gram và tải sức tải của cần thì cũng từ tầm 4 đến 12 lb. Tầm 2 đến là tầm 2 đến 5 kg, 5 kg rưỡi tới 5 kg với 8 cá đấy. Và cần cũng dòng cần ML. Và cây số 3 này có giá là 450.000. Tiếp đó là cây số 4. Thì cây số 4 đây em có một cây cần của Daiwa. Đây, cây này một cây cần máy máy ngang nha mọi người. Cây là cây máy ngang. Bát của cần này, bát của cần bát Daiwa, Daiwa qua kiểu bát vặn thế này. Cần Daiwa. Ngoại hình thì cây này màu sơ của nó màu hơi màu tím, tím than, tím đen thế này. Và được sản xuất ở Thái Lan, xuất Nhật. Dài là 1,83 m theo thông số của cần. Có sờn xước nhẹ và vị trí thế này, xước lớp sơn nhẹ thế này thôi. Và khoen của cần cũng là khoen Fury cả. Đây, khoen Fury mạ gold thế này nha mọi người. Đây, khoen Fury. Ngoại hình của cây số 3 này cũng khá là sáng đẹp. Cây số 4, cây này ngoại hình cây số 4 này cũng khá là sáng đẹp. Thì có tổng cộng là 2, 4, 6 khoen, bao gồm cả đầu bông. Tất cả các khoen đều là khoen Fury mạ gold khá là sáng luôn. Cái mạ cái quanh nhẹ bên ngoài thế này, đầu bô của cần cũng vậy, khá là ok. Có sờn nhẹ cần của Daiwa, sản xuất ở Thái Lan, xuất Nhật thế này. Và cây số 4 này có thông số là Action là Made Up. Và cây này thì tải chì là từ 7 đến 21 g. Tải mồi, sức tải, sức kéo của cần là từ 8 đến 17 lb. Đây. Thì tầm khoảng là 3 ký 6 đến là 6 ký. 7 ký, còn khoảng 7 ký, từ 3 ký 6 đến 7 ký cá. Đây, cây này thì đầu cứng là UL nha. Đó là cứng. Và cây số 4 này ngọn có độ lớn là 2,4 ly và có độ cứng nặng là 121 g. Và cây số 4 này có giá là 650.000. Cần của Daiwa. Tiếp đó là cây số 5. Cây số 5 ở đây em có một cây cần của Shimano thế này. Cây này cũng dài tầm 1,8 m. Cần này là cần máy ngang, máy đứng nha mọi người. Cây là cần lô máy đứng. Máy này là máy đứng. Góc của cần được bọc mút xốp như này. Mút xốp thì khá là sạch đẹp luôn. Nhưng mà có một vài vị trí nó cấn thế này nha. Nó không có bị rách nha, nó cấn nhẹ như này. Ngoại hình của cây này là cây cần của Shimano. Được sản xuất ở Hàn Quốc, xuất Nhật nha mọi người. Ở đây, mã có cần dài 6, dài 1,8 m. Và lua mồi, có khả năng lua mồi là từ 4 đến 14 g. Và sức tải của cần là từ 4 đến 12 lb. Cây này thì khoen của cần cũng là khoen Fury ạ. Có tổng cộng là 2, 4, 6 khoen, bao gồm cả đầu bông. Tất cả các khoen đều khá là sáng. Cây này ngoại hình rất là sáng đẹp nha. Mới tầm cũng là trên 80%. Đây, khoen của cần là khoen Fury, bông của cần cũng vậy, khá là mới luôn. Cần Shimano được sản xuất ở Hàn Quốc, xuất Nhật. Và cây số 5 này dài 1,8 m, nặng là 108 g. Và cây này ngọn có độ lớn là 1,8 ly. Thì cây này cũng là cần cứng tầm khoảng ML này. Và cây số 5 này có giá là 780.000. Cần của Shimano ạ. Tiếp đó là cây số 6. Thì cây số 6 ở đây em có là một cây cần lua máy ngang thế này nha. À máy đứng, em nhầm, cây này phải lua máy đứng đúng không? Em nhầm luôn ạ. Bát của cần là phần góc của cần là được bọc mút xốp như thế này. Cây này thì mút xốp của cần vẫn còn khá là sáng đẹp. Có một vài vị trí nhỏ bám bẩn thôi, không đáng kể cả. Bát của cần là bát vặn bát hãng DMBS thế này. Bát vặn bát hãng thế này nha. Ở đây. Và cây này là một cây cần dòng cần của Hàn Quốc, xuất Nhật nha mọi người. Ngoại hình của cây số 6 này cũng khá là sáng đẹp. Nó không, hầu như là không có sờn xước gì đáng kể cả. Khá là sáng. Chất của cần là chất xoắn vòng chìm thế này ạ. Màu sơn là màu xanh này, khá là sáng đẹp luôn. Và khoen của cần, cái này là khoen của cần, là khoen Fury cả. Khoen Fury cả nhé mọi người. Đây, khoen Fury. Khoen cái khoen lớn như này. Và có tổng cộng là 2, 4, 6 khoen, bao gồm cả đầu bu, tất cả các khoen đều là khoen Fury. Khá là mới.
Và cây số 6 này cũng dài 1,8 m. Tải mồi, cây số 6 này thì là tải mồi từ 2 đến 7 gram. Và sức tải của cần là từ 4 đến 10 lb, thì tầm cũng khoảng là 2 đến là 4,8 kg, 2 kg đến 4,8 kg. Và cây số 6 thì ngọn có độ lớn là 1,7 ly, thì cây này cứng tầm khoảng 1 ml nha. Và cây số 6 này cái giá là 620.000 ạ. Cây số 6 này nặng là 102 g ạ. Tiếp đó là cây số 7. Cây số 7 thì ở đây em có một, cũng là một cây dài 1,8 m thôi này. Cây này gốc được bọc các kiểu gốc là gốc mút bằng thế này nha. Bát của cần là bát vẹn. Bát vẹn, bát phô rê vẹn thế này. Cái này nếu cái bọc mất chữa nó bị bong ra, bị khắp. Khắp nó không thích thì người ta cứ tháo là bình thường. Cái này để cho nó khỏi bị bám bẩn thôi. Ở đây. Và cây này là một cây cần của Badcast. Cây này là cây của dòng cần hàng nội địa nha mọi người. Đây, tem nội địa của cần này. Và cây số cây này là cây số 7, cũng dài 1,8 m. Ngoại hình của cần là chắc, của cần cũng chắc là sánh vòng chìm thế này nha. Ngoại hình khá là sáng, cây này cũng mới trên 80%. Thì có tổng cộng là 5 khoen, bao gồm cả đầu bu luôn ạ. Khoen của cần cũng là khoen Fury cả. Thì cây thông số của cần cây này thì có khả năng tải mồi là từ 4 đến 10 gram. Tải sức tải của cần là từ 4 đến 8 lb. Thì cũng dốc tương tự như cái cây số 6 lúc nãy. Và cây số 7 này ngọn có độ lớn là 1,7 ly. Cây này cũng cứng là ML, cần ML nha. Và cây số 7 này có giá là 650.000. Tiếp đến là cây số 8. Thì cây số 8 ở đây em có là một cây cần của Shimano. Cây này cũng là một cây cần máy đứng nha mọi người, cần Shimano. Cây này để Shimano được sản xuất ở Trung Quốc xuất Nhật. Tem xuất của cần này nha mọi người. Đây, tem xuất và tem được lưu hành tại Nhật. Tem này. Hai tem đầy đủ và có Shimano. Cây này thì ngoại hình khá là mới đẹp. Phần gốc của cần được bọc mút xốp và bát của cần là bát Fury thế này. Bát vẹn, bát Fury, cần của Shimano. Cái này thì khá là nảy cần, voi khá lâu. Và khoen của cần, khoen này là khoen Fury nhé mọi người. Khoen Fury có ký hiệu chữ F ở trên đây. Ký hiệu chữ F khá là nhỏ này. F tích của chữ Fury đó. Thì cây này khá là nhật khoen. Có tổng cộng là 2, 4, 6, 8, 10, 12 khoen, bao gồm cả đầu bông. Thì cây này khách chúng ta câu lô hoặc là chúng ta câu ghi, câu qua bè đều được cả. 12 khoen. Cây này thì cũng khá là cứng. Nếu cỡ cứng và tính mình cần khúc thì tầm cứng cũng là 40, 30 đến 40 nha mọi người. Cần của Shimano. Và cây số 8 này dài 2 m, cây này có chiều dài là 2 m thế này. Và chiều dài 2 m, cây này thì có sức tải là từ 4 đến 130 g. Ngọn có độ lớn là 1,9 này, cây này cứng UL nha. Hàng Shimano, hàng được sản xuất ở Trung Quốc xuất Nhật. Và cây số 8 này nặng là 128 g và ngọn có độ lớn là 1,9 này. Thì cây số 8 này có giá là 650.000 ạ. Tiếp đó là cây số 9. Thì cây số 9 ở đây em có một cây cần của Bromerai. Bromerai là dòng cần của hàng của Trung Quốc xuất Nhật, hàng Trung xuất Nhật nha mọi người. Thì cây này dài 2,4 m, bao gồm cả hai khúc như này. Thì cây này ngoại hình cũng khá là sáng đẹp. Phần gốc của cần được bọc nó xốp này. Bát của cần là bát hãng bát vẹn thế này. Đây, tem xuất Nhật này. Tem lưu hành tại Nhật rồi, Bromerai đây. Dài 2,4 m, cây này ngoại hình cũng có sờn xước, sờn nhị thôi. Chủ yếu là sờn ở lớp keo phủ bóng, cũng không có xước gì nước sơn cả, chủ yếu là sờn. Và khoen của cần cây này là khoen hãng, bát của cần là bát hãng và khoen của cần cũng là khoen hãng. Dài 2,4 m. Và cây này thì có tổng cộng là 2, 4, 6, 8 khoen, bao gồm cả đầu bông. Tất cả các khoen đều khá là sáng đẹp nha, khoen của cần là khoen hãng. Và cây này thì có độ cứng từ 2 đến 3.5. Ngọn có độ lớn là 2.3. Cây này cứng tầm khoảng cũng khoảng là dòng cần UL nha. Đối với cần 2,4 m thế này.
Ok. Và cây số 9 này cái giá là 480.000. Cần của hàng Trung xuất nhập. Tiếp đó là cây số 10. Thì cây số 10 đây em có một cây cần dài 22 như này, cần của Daiwa. Đây, phần gốc của cần được đọc mút xốp. Một vài vị trí nó bám bẩn thôi, nhưng mà không có bị cắn rách gì cả. Bát của cần là bát vạn Fury thế này. Và cây Daiwa này được sản xuất ở Thái Lan xuất nhập. Cần của Daiwa thế này. Và cây số 10 này dài, chiều dài của cần là 2m20 ạ. Theo thông số của cần. Khuyên của cần là khuyên Fury cả nha. Đây, Fury. Khuyên thì khá là sáng đẹp rồi. Tất cả các khuyên đều khá là ok. Có tổng cộng là 2, 4, 6 khuyên, bao gồm cả đầu bu. Tất cả các khuyên đều khuyên Fury, khuyên lớn như này nha. Và cây số 10 này dài 2m2 và nặng là 146g. Được sản xuất ở Thái Lan xuất nhập. Đây, 7,3 feet này. Dài 7,3 feet. Có tổng sức tải mồi này từ 3 đến 21 gram và tải cá là từ 6 đến 12 lb, tầm khoảng dao động khoảng 2,8 đến là 5,6 5,8 thì tầm khoảng đó nha mọi người. Và cây số 10 này ngọn có độ lớn là 2,7 này, cây này cứng của UL, dòng cần là UL nha. Và cây số 10 này có giá là 800.000. Dài 2m2 ạ. Tiếp đến là cây số 11. Cây 11 đây em có một cây cần siêu phẩm thế này nha mọi người. Đây, gốc của cần này. Gốc của cần được đặt mút xốp ở đây ạ. Và cây này là một cây cần của Major Craft. Major Craft thế này. Bát của cần là bát vạn Fury. Và sẽ có những tín đồ của dòng cần này nha mọi người. Cây này thì cần thương hiệu hàng đỉnh của dòng cần của Nhật. Dòng cần lua thế này. Đây, ngoại hình thì em sẽ view ngoại hình trước. Cây này thì vị trí bọc mút xốp có vị trí nên hơi bị xước cái xốp này, nhưng mà đường xước nó cũng khá là mạnh, không có sâu đâu ạ. Còn vị trí ở dưới này thì khá là đẹp, sờn nhỏ thôi, không đáng kể lắm. Cây này ngoại hình nước sơn rất là mới đẹp luôn, không có sờn xước gì nước sơn cả, khá nhỏ, sờn xước vị trí này rất là nhỏ luôn. Ở đây khá là mới nha. Và khoen của cần, cây này là khoen Fury Six, kiểu là khoen chữ K, kiểu đời mới thế này nha. Đời cao này, khoen Forensic, khoen chữ K thế này. Khoen chân cao thế này nha. Tất cả các khoen đều là khoen Forensic cả, cả đầu bu. Thì cây này có tổng cộng là 2, 4, 6, 7 khoen, bao gồm cả đầu bu luôn ạ. Khoen đó là khoen thứ nhất là khoen cái, còn đây là giống thứ hai, khoen của cần. Khoen thứ đầu tiên của giống thứ hai cũng khoen Forensic 3 chân, khoen chữ K thế này. Đây là khoen Forensic 1 chân. Thì có tổng cộng là 4 khoen 1 chân và một cái đầu bu Forensic thế này. Dòng Major Crush. Cái này thì những khách mà người ta xài hàng thương hiệu thì đều biết cái dòng cần này rồi. Đây, Crotat đây. Và cây số 11 này dài 2m3. Cái này có thông số là dài 2m3, 7,8 feet đây. Và sức tải dây từ 0.6 đến 1.5, dòng nhà dây BE. Thì cây số 11 này nặng là 117g. Và ngọn thì có độ lớn là 2.3 ly. Cây này thì cứng tầm khoảng là UL nha. Đây, dao động khoảng gần khoảng UL 2.3 ly. Khách chúng ta xài cái hàng thương hiệu rồi nè, nắm biết được cái cây này khá là đỉnh nha. Và cây số 11 này cái giá là 2.200.000. Khoen của cần là khoen Forensic, khoen chữ K 300. Tiếp đến là cây số 12. Cây 12 thì ở đây em có là một cây cần của hàng Trung xuất nhập, Bromerai thế này. Bát của cần, gốc của cần là gốc mút bằng thế này nha mọi người. Bát của cần là bát vẹn, bát Fury. Thì cây số 12 này theo thông số của cần là dài 2m58. Cây này dài đến 2m58 luôn ạ, 86 feet chứ không phải là 2m4 như lúc nãy em giới thiệu. Cây này dài nó 2m58. Khoen của cần, thì cây này là khoen của cần là khoen hãng. Bát luôn của cần là bát Fury, bát vạn Fury, nhưng khoen của cần là khoen hãng nhé. Đây, bộ của cần. Khoen thì cây này có tổng cộng là 2, 4, 6, 8 khoen, bao gồm cả đầu bu. Ngoại hình cây số 12 này cũng khá là sáng đẹp, hầu như là không có sờn xước gì đáng kể cả. Có băng róc sơn nhẹ vị trí ở đầu ngọn đây. Sơn ở đây là có cái màu hạ phố, một cái màu sơn trắng ở bên
phần đầu ngọn nữa thôi. Sơn gốc của nó vẫn là màu đen, sơn xuất khá nhỏ thôi. Và cây số 12 này nặng là 145g và ngọn có độ lớn là 1.9 ly. Cây này thì độ cứng từ 2 đến 3.5. Sức tải dây dây số 0.6 đến 1.2. Cây này thì ngọn có độ lớn là 1.6 ly, cây này 1.9 ly. Cây này cứng cũng thường gọi là UL nha. Dao động giữa màu là UL. 1.9 ly. Và cây số 12 này có giá là 550.000. Tiếp đến là cây số 13. Cây 13 ở đây em có là một cây cần lua máy đứng thế này ạ. Và cây số 12 cũng là lua máy đứng nha mọi người. 12, 11 là lua máy đứng. Một số cây lua máy ngang thì nó có sẽ cái hình giống như cây bắn súng nha. Còn cái này là lua máy đứng cả. Và cây này thì ngoại hình cũng rất là mới đẹp, mới trên 80% nha. Mút của cần thì nó khá là sạch nhưng mà vị trí nó có cái cấn nhẹ, nó cấn này nó không có bị rách gì cả. Bát của cần là bát vặn thế này. Bát hàng vặn thế này nha. Và cây này được sản xuất ở Hàn Quốc, xuất Nhật. Đây là. Và cây số 13 này cũng dài là 1m8 và cần này là cần của Suyumi. Đây, Suyumi đây ạ, tên của cần. Suyumi nha. Dài 1m8 và cần ML. Khuyên của cần là khuyên Fury cả, có tổng cộng là 2 4 6 khuyên bao gồm cả đầu bông. Khuyên của cần là khuyên Fury nha. Ngoại hình cái này khá là mới, mới tầm khoảng 80% đến 90% nha, rất là mới, hầu như không có sờn xước chỗ nào cả. Thì cây số 13 này nặng là 96g và ngọn có độ lớn là 1.7 ly. Cây này action là ML nha mọi người. Khá là mềm. Ngọn có độ lớn là 1.7 ly. Thì cây này thì tải mồi cũng từ là 4 đến 10 g và sức tải cá cũng từ 4 đến 12 lb. Cây này có giá là 650.000. Tiếp đến là cây số 14, cây cuối cùng. Cây 14 em có một cây cần xin fit, cây này thì em về vẫn còn nguyên cả hộp. Cây này hầu như là mới 100% luôn. Giống như người ta khách mua nguyên hộp từ cửa hàng về. Cây này là một cây cần xin fit được sản xuất ở Hàn Quốc, xuất Nhật. Tem cầm tem lưu hành tại Nhật nha. Tem của cần này. Cây số 14 đây là một cây cần máy ngang. Góc của cần là đây. Góc cần nó mà nhựa BU dạ da thế này nha. Và chất của cây số 14 này là một cây cần xoắn X2 da. Khuyên của cần là khuyên Fury dạ quang thế này. Bát của cần là bát Fury thế này. Bát Fury xoắn X2 da. Rất là mới, cây này hầu như là mới 95 99 100% luôn, hầu như là khá là mới, nguyên cả hộp luôn ạ. Dòng cần Sunfit dài 1m8, cần được sản xuất ở Korea, made in Korea, dòng cần ML thế này nha. Khuyên của cần thì cây này có tổng cộng 2, 4, 6 khuyên bao gồm cả đầu bông khuyên Fury, có vòng dạ quang bên ngoài. Thì cây số 14 này có độ lớn ngọn là 2, đây cây này thì nó có cái thông số của cần ở bên ngoài vỏ hộp luôn ạ. Dài 1m83. Khi rút về còn lại 94cm, ngọn có độ lớn là 2.6 ly, bao gồm có 2 khúc, nặng 200g. Và sức tải của cần là tải mồi là từ 7 đến 21g và tải cá là từ 8 đến 20 lb. Thì cá 8 đến 20 lb là gần 9kg, tối đa là 9.8kg. Và từ 3.6kg đến là 9.8kg. Cứng, khá cứng, khá cứng. Cũng lờ này nha, khá cứng. Và cây số 14 này có giá là 950.000, cần xoắn X2 da, chắc có cần xoắn X2 da. Và em mới vừa giới thiệu xong lô gồm có 14 cây cần của mình. Mọi chi tiết là xin liên hệ với số điện thoại là 0974088309 ạ. Em xin cảm ơn mọi người, em xin chào mọi người ạ.